Hello các bạn, hôm nay mình xuống ngay chân cái farm nuôi chỗ bến phà Trần Đề, bến phà Trần Đề, bến phà đi Côn Đảo nha các bạn. Thì mình xuống đây, trước đây thì mấy cái hệ thống bơm này thì mình có lắp cho khách hàng mình ở dây đây là 5 cái máy bơm, nhưng mà trong đó là có 2 cái máy bơm hàng bãi, còn 2 cái máy bơm mình lắp, mình làm bằng inox, trong quá trình mình nâng cấp, mình sản xuất bơm thì mình thấy mấy cánh quạt bên mình sản xuất thì thấy nó chất lượng hơn cái mẫu cũ mình làm á, thì mình xuống đây mình nâng cấp lại mấy cái máy bơm này cho khách hàng của mình. Thì hiện tại ở đây là đang vận hành trước 2 cái máy bơm, một cái ống đẩy 200 và một cái ống đẩy 250. Thì trong quá trình lắp thì mình sẽ ghi hình lại cho các bạn xem. Ở trong đây là nó có một cái bơm 200, hai cái máy bơm 250 là hàng bãi, và một cái 250 là bên mình sản xuất, và một cái 315 bên mình sản xuất. Thì trong đây tổng cộng 5 cái máy bơm này, thì lúc mình chưa nâng cấp cánh thì ở trong cái khu này thì mấy cái máy này đang bơm là 1 giờ là nó tầm khoảng 17.000 khối nước trong khu này. Tại vì mình có hỏi cái anh quản lý trong cái khu này thì ảnh có nói với mình như vậy. Thì hôm hiện tại bây giờ thì đang hai cái máy này là đang bơm này các bạn. Một cái ống lớn này là ống 250, còn cái ống nhỏ là ống 200, và bên đây cũng là 250, và bên đây là cái này là 315, và bên đó nữa là 250. Thì mình sẽ ghi hình sơ lược về cái hệ thống bơm này cho các bạn xem. Đây các bạn, đây cái này thì trong đây thì cái hệ thống bơm này là bên mình lắp luôn nha các bạn, bên mình cung cấp và lắp ống vận hành hết luôn. Thì nó như gì đây, cái này thì hồi lúc lắp này thì có một chiếc xe cuốc hỗ trợ, tại vì cái ống 315 của mình á, cái ống này nó dày đâu có 20 ly lận, cho nên nó là không có khiêng nổi. Thì trong quá trình lắp thì có xe cuốc hỗ trợ, chứ ở đây là lúp B, tất cả cái hệ thống lúp B dưới đây là lúp B inox bên mình sản xuất hết đó. Thì mình sẽ ghi hình từng cái cho các bạn xem. Cái này là cái 250 mình sản xuất, và bên kia là cái 315. Mấy cái bơm đúc ở đây á là nền và thiết kế là bên mình thiết kế, chứ chỉ là bên khách hàng mình chỉ có mấy cái máy bơm này thôi. Cái cánh này cánh 250 bên mình mới nâng cấp lên các bạn. Đây cái nền. Và hai cái máy này là hai cái máy này đang vận hành các bạn. Đây. Còn bên kia là cái 315.
cái 315 này thì hiện tại bên mình cho sử dụng con motor 30 HP. Thì mấy con 250 thì ở đây chạy tới 20 HP là các bạn, cho nên nó hơi lớn. Còn cái con 200 này là mà nó là 15 HP. Cái khu này là cái khu nuôi này á, thì nó khoảng 10 hecta. Thì ở đây thì mình lắp bơm nước thì mình chỉ ghi hình bơm nước cho các bạn xem thôi, chứ mình không có đi xung quanh để mình ghi lại cái hình mấy cái ao này cho các bạn xem đâu. Cái máy này thì sẽ đạn đũa các bạn, đạn đũa, đạn nhào, đạn đũa đôi. Đây đây các bạn, cái này thì mình gỡ đem về xử lý thì khoảng cách đây khoảng trước Tết các bạn, trước Tết khoảng tháng. Tại vì do khách hàng mình trên đây là xử lý cái dàn ao lại á, lót bạc đồ lại, làm lại hệ thống mới hết, cho nên là đợi bên khách hàng mình làm cho nó hoàn thiện cái khu nuôi á, bơm nước vô được rồi mình mới đang tính hoạt lắp đặt test thử cho bên đây, bên khách hàng mình coi luôn, cho nên nó đợi thời gian nói chung nó hơi lâu. Thì để một chút xíu nữa là một chút nữa để khi lắp xong mình sẽ ghi hình lại test thử các bạn, so sánh bên cái bơm bên mình sản xuất và cái bơm của bơm đúc nó sẽ chênh lệch cái lưu lượng nước nó cỡ nào ha. Cái ống này các bạn, cái ống này dày khoảng này, ống này dày lắm, cái ống này dày nhất luôn á, cái ống này khoảng chừng 15 ly. Đây cách lại bến phà Trần Đề khoảng chạy xe máy chắc khoảng 3 phút. Ở đây mình thấy cái nhà trắng nữa là bến tàu Trần Đề đi Côn Đảo rồi đó các bạn. Rồi mình ghi hình nhiêu đây chút xíu, tới lắp xong test máy xong mình sẽ ghi hình thêm cho các bạn xem ha.